cho các bé. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề vô cùng thú vị, đó chính là body, cơ thể con người. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bài học nào. Let's go! Head. Head. Đây là đầu, tiếng Anh là head. Các bạn nhắc lại nào. Head. Eye. Eye. Đây là mắt, tiếng Anh là eye. Các bạn nhỏ nhắc lại nào. Eye. Nose. Nose. Đây là mũi, tiếng Anh là nose. Các bạn nhỏ nhắc lại nào. Nose. Đây là tai. Tai dùng để nghe mọi âm thanh, tiếng Anh là ear. Ear. Chúng ta cùng nhau nhắc lại nhé. Ear. Ear. Đây là miệng. Miệng là để ăn uống, tiếng Anh là mouth. Mouth. Chúng ta cùng nhau nhắc lại nhé. Mouth. Mouth. Đây là răng. Răng giúp nghiền nát thức ăn nên các bé nhớ đánh răng mỗi ngày để tránh bị sâu răng nhé. Tiếng Anh là teeth. Teeth. Đây là tóc. Tóc tiếng Anh là hair. Hair. Các bé nhắc lại nào. Hair. Hair. Đố các bé, đây là gì? Đúng rồi, đây là lưỡi. Tongue. Tongue. Arm. 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 Các bé ơi, đây là tay. Các bé nhắc lại cùng cô nào. Arm. Arm. Các bé ơi, đây là ngón chân, tiếng Anh là toe. Toe. Còn đây là đầu gối, knee. Knee. Chúng ta cùng nhau nhắc lại nào. Knee. Đây là vai. Vai tiếng Anh là shoulder. Shoulder. Các bé nhắc lại nào. Shoulder. Shoulder. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đố vui để ôn tập lại bài học nhé. Cái gì một cặp song sinh long lanh sáng tỏ để nhìn xung quanh? A là mắt, B là tay, C là chân, D là mũi. Các bé chọn phương án nào. Bộ phận nào chúng ta dùng để nhìn các bé? Đúng rồi, đó chính là đáp án A là mắt. Eye. Bài 2. Nhô cao giữa mặt một mình, hít thở thật giỏi lại tinh ngửi mùi là gì các bé? A. Tay. Arm. B. Tai. Ear. C. Chân. Leg. D. Mũi. Nose. Bộ phận nào dùng để hít thở các bé? Đúng rồi, đáp án D là mũi. Nose. Các bé ơi, chúng ta sang bài 3 nhé. Lắng nghe tiếng mẹ, tiếng cô, âm thanh tiếng động nhỏ to quanh mình là gì? A. Đầu gối. Knee. B. Tay. Arm. C. Mắt.
Eye. D. Tai. Bộ phận nào dùng để lắng nghe các bé? Đúng rồi, đó chính là tai. Đáp án D. Ear. Chúng ta sang bài 4 nào. Cái gì giúp bé bước nhanh? Đến trường gặp bạn, học hành bé ơi. A. Mũi. Nose. B. Chân. Leg. C. Ngón chân. Toe. D. Đầu gối. Knee. Bé ơi, bộ phận nào giúp bé di chuyển nào? Đúng rồi, đó chính là đáp án B. Chân. Leg. Bài 5. Mới đầu là xanh, sau thành da trắng, mất tiền xén ngắn mà vẫn dài ra, là gì các bé? A. Mũi. B. Mắt. C. Chân. D. Tóc. Các bé đoán xem, mất tiền xén ngắn mà vẫn dài ra là gì? Đúng rồi, là tóc các bé ạ. Hair. Chúng ta cùng nhau hoàn thành bài cuối cùng nhé. Cái gì chúng chím đáng yêu? Thốt lời chào hỏi nói điều hay. A. Miệng. B. Lưỡi. C. Mắt. D. Tai. Các bé ơi, bộ phận nào giúp các bé có thể nói chuyện được? Đúng rồi, đáp án A là miệng. Mouth. Các bé giỏi quá. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở các video sau. Các bé nhớ bấm like và subscribe kênh để xem nhiều video mới hơn nhé.